có một cái giò nghinh xuân rừng cho anh chị nhà mình chơi hoa tết đây một giò to rất là đẹp luôn cả nhà ơi và nó có trên 10 cái voi nụ thì anh chị nhà mình chơi tết rực rỡ luôn nha còn cây này em quay thực tế đưa tay về anh chị nhà mình cứ xem cái form lẻ ha có cái cây trên đầu ngọn này nè cả nhà ơi nó ăn nắng rất là nhiều luôn cái màu này ăn nắng ha còn những cây khác nè đó em quay cho anh chị nhà mình xem và nụ nó đang phân bổ tròn đều một cái giò luôn một cái chậu em thuần lên cái đế gỗ ve chậu gỗ cắm xe thì nó lại tăng cái độ giá trị ha d một nè một triệu tám tiếp theo d 2 sẽ là hoa lan đuôi chồn dòng này sẽ là hoa trắng tím và chuỗi hoa khá là dài luôn cũng là dòng đơn thân rễ gió em thuần lâu năm này anh chị nhà mình xem bộ rễ nó bám trắng cái đế gỗ luôn rồi và cũng thuần vào chậu gỗ bài bản nhé đây em đưa tay vào anh chị nhà mình cứ án chừng cái độ to đối với người em ha mẹ d hai một ba năm mươi những cái giò ghép to và tròn đều như thế này cước giao hàng tặng nhà vẫn chỉ 30 mươi thôi cả nhà ha anh chị nhà mình mà muốn những cái giò vừa vừa em cũng có luôn đây tiếp theo sẽ là một giò hoa lan đuôi chuột em ghép một mặt nha đế gỗ như thế này anh chị nhà mình có muốn treo ốp tường cũng rất là ok luôn form cây này ghép lên gỗ nó tự đi xòe ra rất là đẹp luôn cả nhà mẹ d 3450 bốn năm mươi đa dạng cho cả nhà mình sưu tầm luôn này em còn có thùng chậu nữa những chậu như thế này thì đợt khi cho hoa cứ mang về nhà mình để bàn thôi cả nhà bây giờ em ghép lên đế gỗ anh chị nhà mình sưu tầm thì lưu ý tưới nước đậm giúp em là được nha cả nhà mẹ d bốn trăm hoa lan đuôi chồn tiếp theo mẹ D5 sẽ là hoa lan hạt vĩ, hạt vĩ thì nó là một cái dòng rất là sai hoa luôn, sẽ cho nụ đều từ trên thân này cả nhé, từ trên đầu thân xuống tới ngọn luôn ha. mùa này cây đang thắt ngọn rồi, chuẩn bị xuống lá để cho hoa em ghép lên để gỗ như thế này. về nhà anh chị nhà mình treo sát ốp tường đi, cho hoa nó là một cái rim hoa luôn ha cả nhé. mẹ D5450 đây, Ngân Xuân Rừng em có một cái giò này nữa thì à, em đã thuần à, được 8 tháng rồi nhưng mà bây giờ đang có nụ. Thì em chia sẻ cho anh chị nhà mình là chơi hoa dịp Tết thôi cả nha. Đang có nụ nha cả nha. về lưu ý giúp em. Em bảo là cây thuần 8 tháng thì nó mới có cái giá này. Còn nếu thuần lâu năm hơn thì không có giá này đâu nha cả nha. Mẹ D6 đi, 550 đang có nụ sưu tầm về là chơi hoa Tết. Tiếp theo D7 sẽ là hoa lan đuôi sóc. Dòng này hoa trắng tím và hoa thơm cho anh chị nhà mình. Ghép lên một cái đế gỗ như thế này và xâm lan lắm. Đây anh chị nhà mình xem nè. Từ trên đầu ngọn là những cái form cây lá xếp ha. Và hò, cây đang rất là xanh và khỏe nha cả nha. Mẹ D7 300. Tiếp theo D8 em có quế tím. Quế tím sẽ cho hoa vào tháng 4. Giờ này đẹp cả nhà Trời ơi cả nhà mình xem nè cái cây này nó xếp mà nó xếp đẹp lắm luôn á còn ở trên đây nó có cây lá tròn nữa giò này nói chung là đa số toàn là những cái cây mà lá xếp không mà em lựa trong một lô hàng mới có được những cây mà xếp đẹp để ghép vào như thế này và anh chị nhà mình sưu tầm thì lưu ý giúp em đây nè em trồng thuần đen đi lá ngọn xanh đẹp còn cái này là lá trăng từ rừng về không ảnh hưởng không vấn đề gì nha cả nhà ơi rồi mẹ đê tám tám năm đẹp giò này đẹp lắm cả nha tiếp theo nè d 9 sẽ là hoa lan cẩm báo à, dòng này cả nhà mình sưu tầm đi chơi hoa từ 25 đến 30 ngày nha giờ này em chồng cũng ăn nắng khá là đanh luôn đang đi lá ngọn nè anh chị nhà mình sưu tầm d 9 450 cho hoa lan cẩm báo hoa thơm cho cả nhà mình nha tiếp theo d 10 lên một combo ưu đãi cho anh chị nhà mình đi ngọc thạch ba màu đang có mắt hoa thực tế này đây là hoa đầu mùa nha cả nhà ơi. những cái thân khác đang còn xuống lá đang còn xuống lá chuẩn bị cho hoa hoa thực tế của nó sẽ rơi vào tầm tháng 2 á về một hồ điệp rừng hồ điệp rừng thì sai hoa lắm dòng này thì một năm nó cho hoa hai ba lần là bình thường nha cả nhà và hoa chơi bền cả tháng luôn combo ưu đãi cho anh chị nhà mình ngày hôm nay mẹ d mười ba năm mươi cho hai giò luôn anh chị nhà mình mà mua combo thì nó rất là tiện nha giá khuyến mại đó cả nhà Tiếp theo, D11 sẽ là hoa lan bạch nhạn. Dòng này hoa thơm lắm. À, cánh sẽ là cánh trắng và hơi phớt hồng nhẹ. Cả nhà mình xem thấy không? Cây này em trồng thuần khỏe nó đi lá ngọn nhìn rất là thích mắt luôn. Còn tính tới bộ rễ nữa nè. Bộ rễ với treo lên như thế này nó cũng khá là đẹp luôn rồi cả nhà ơi, dòng rễ gió mà. Anh chị nhà mình sưu tầm đi D11 450 cây quay thực tế từng mã số rồi. Anh chị nhà mình nhớ chốt theo mã số ha. Tiếp theo D12 này sơn thủy tiên. Trời ơi thân củ to đẹp quá cả nhớ Những cái thân củ to như thế này nó cho hoa đẹp Và đến mùa sau sau mùa hoa nó để mầm tơ nó cũng sẽ là để những cái thân tơ to đẹp nha cả nhé một chậu hoa lan sơn thủy tiên như thế này anh chị nhà mình sưu tầm đi d 12 năm năm mươi sơn thủy tiên hoa vàng cánh xếp và hoa thơm nha còn mà cả nhà mình mà muốn ghép gỗ em cũng có luôn ha mẹ d 13 này rất là đa dạng cho cả nhà mình sưu tầm luôn 450 ghép đế gỗ như thế này nè rẻ đang đi rất là khỏe rồi về cả nhà mình lưu ý tưới nước đậm ha cả nhà tiếp theo sẽ là hoa lan dáng thu dáng thu dòng này khá là hiền cây là cây xếp vip nha đó, những cái giò như thế này toàn bộ là cây xếp vip Từ cây nhỏ này em cũng là tuyển chọn những cây xếp vip để ghép vào đó Thuần chậu gỗ bài bản luôn rồi nè, Để ban chơi hoa ha cả nha Hoa tím và hoa chị thiên nha cả nha Mẹ D14950 Tiếp theo nè, D15 sẽ là quế trắng tháng 8 Một chậu cũng ghép lên đế gỗ như thế này Rất là súm luôn đang đi lén ngọn xanh khỏe nè về mà chậu này nó phát triển á anh chị nhà mình mà muốn sen và chậu lớn cứ mua một cái chậu gỗ đặc nguyên vào là được ha cả nhà ơi mẹ d 15 500 quế trắng tháng 8 cho hoa thơm cho hoa vào tháng 8 nha rồi lên một combo ưu đãi cho anh chị nhà mình nữa đây sẽ có là một hỏa hoàng tím hay còn gọi là hoàng yến dòng này sẽ là cho hoa vào dịp tết hoa chơi bền cả tháng về một nhắc điểm hồng cả nhà ơi đang sưng mắt nụ rồi đây nè trên đầu ngọn cả nhà mình thấy không đang sưng mắt nụ ha sẽ là cho hoa chùm nha một mắt hai ba bông hoa combo ưu đãi cho anh chị nhà mình một hoàng yến một nhất điểm hồng d 16 sáu ba năm mươi cho hai giò luôn rất là ưu đãi cho phiên ngày hôm nay luôn rồi đó tiếp theo d 17 sẽ là huyết nhung đỏ ghép chậu như thế này và ghép sâm á cả nhà ơi những cái chậu như thế này cả nhà mình sưu tầm mùa tới là cả nhà mình chơi hoa ok luôn rồi ha huyết nhung đỏ hoa tươi rực rỡ lắm mẹ d 17 năm 50 huyết nhung đỏ do này đẹp quá trời ơi huyết nhung đỏ mà anh chị nhà mình à, uh, sưu tầm về cái dòng này cả nhà mình biết nó khá là hiểm hay bên em thì trồng thuần khỏe luôn rồi nè một giò tròn xòe như thế này đẹp lắm cả nha dòng đơn thân nó đi ngọn xanh như thế này mà rồi mẹ d 18 650 huyết nhung đỏ do này đẹp thật sự luôn á cả nha Tiếp theo nè, D19 sẽ là nhện rừng Nhện rừng thì bây giờ anh chị nhà mình sưu tầm á Một cái chậu to đùng như thế này nha To bằng nửa người em cả nhà mình cứ án chân đi mẹ D19 500 Nhện rừng bây giờ sưu tầm thì chơi thăng lá nè Nó là những cái cây rất là to và thăng, thân lá xếp đẹp Và đến khi cho hoa Vòi hoa rất là khỏe, có vòi dài cả mét nha cả nha. D20, hoa lan đuôi chồn. Giò này trồng thuần ăn nắng rất là đanh luôn á. Ghép lên một cái đế gỗ, đế gỗ này cầm nặng tay luôn cả nhé. Đã sẵn móc treo nè. Về cả nhé mình treo lên thôi. Ghép tròn luôn á anh chị nhà mình sưu tầm đi. D20 600. Đuôi chồn em đang còn một giò này nữa, một giò này cuối phiên đi. Ăn nắng đanh đanh quá cả nhé. Những cái cây như thế này là cả nhà mình thấy màu ăn nắng nhé. Về cả nhà mình à, nó đây nó có một cái số lẻ như thế này không vấn đề gì đâu cả nhà về về mà muốn đẹp á thì cả nhà mình lâu là nó sẽ sạch ha mẹ D21 rẻ cho cả nhà mình cuối phiên ha 450 hoa lan đuôi chồn. anh chị nhà mình yêu thích mẹ nào thì nhớ chốt theo mẹ số nha